này thì đi qua đã đi xong rồi, thì hôm nay sáng trở lại qua cái chùa Phù Dung Cổ Tự. Đây rất là rộng luôn. Ở bên đây cũng có, đầu tiên đi vô là bên tay phải có mẹ ngâm bên đây nè cô chú anh chị. Hôm nay bị cảm rồi nên là cái giọng nói đổi giọng. Đó thì bên phải đi vô là Phù Dung Cổ Tự. Có cái mẹ Quan Âm đứng phía trước. Đó, mẹ Quan Âm đây. Đó, xung quanh đây rất là rộng luôn. Trong cái chùa này họ cũng có từ thiện đó cô chú anh chị. Sơn thấy bên trong rất là nhiều gạo luôn, chia phần ra sẵn hết rồi. Bên trong đây là có cái xuồng. Lộ trình cho mình đi chừng nào về chứ sao? Mai về. Mai về hay là mai bữa nào? Mai ngày nào, tháng nào, năm nào? Ngày mai. Phóng viên này chắc ngày mai của tuần sau quá. Đi mà có thêm cái lò kéo bự lắm cô chú anh chị. Nằm ở cái bằng cuối cùng rồi. Đó, thì cô ngoại xách cái lò kéo đó xuống là quậy nát cái Hà Tiên luôn. Đó. Đem theo cái lò lắm rất là lớn, chút nữa Sơn sẽ quay cho cô chú anh chị xem nha. Trên đường đi đó là đường cao tốc hướng đi về núi Sam về nhà bạn. Bên tay phải là núi Sam. Thank you.
thưa cô chú anh chị, thì đây là trong Hà Tiên một của năm. À, đây là người ta nói rất là linh luôn, nên là ai mà đi Hà Tiên cũng ghé vô đây hết. À, bây giờ Sơn đi lên trên đó nha, bằng giấy đá quá trời luôn. À, xung quanh đây là nghĩa trang rất là nhiều màu mã. Mỗi lần đi lên dốc là nhớ là ghê núi con Két, nhớ là núi Két. Đi lên suốt trên đó không biết đi đâu nữa. Mà trước giờ Sơn không có lên đây, có đi Hà Tiên nhưng mà không có vô đây. Xung quanh ở đây là những cái chỗ ngồi nghỉ mát và có cây điệp. Đây là các những người đi du lịch, người ta họ đến đây cúng bái thắp nhang. Đó, cô bán vé số, ở đây bán vé số thì họ bưng nguyên một đống nha. Dạ không. Đây dưới đây tôi ngồi cúng. Này là một của năm. Đi Hà Tiên vô mua thức ăn ở ngoài sẵn luôn. Cái này gà tre nè. Có dao không? Gà tre nướng. Tại vì nắng chiều cô chú anh chị. Nó đẹp nha. Nắng này bằng vàng. Hồi nãy gà này chỉ mua nhiêu con? 130. Gà tre 130 một con. Cá 40.000 con. Cá nhìn nó không dễ thôi. Cá rau rác đầy đủ luôn. Cải chua. Đó, bây giờ vô đây là đại gia đình của quán cà phê Phúc Lộc nè. Đúng ra là Sơn không đi vô đây nhưng mà gia đình đồ rủ Sơn đi vô đây nè, đi chung luôn cho nó vui. Ở xung quanh đây là họ cho mướn bàn ghế đó cô chú anh chị. Một bàn dãy như vậy nè, ba bàn nhập lại là 200.000. À, xung quanh đây là họ bán áo, mấy cái áo này bán mát lắm. Vợ con chồng con cái rồi xin đó, gặp máy là cười à. Gặp máy là nhìn cười. Hôm nay thứ bảy chủ nhật đó thì cũng đông lắm cô chú anh chị. Đông người đông người. Xe 16, 17 chỗ ở đầu bên này. Đó, soạn một bàn ăn 7-8 người. Cơm, bún, đi đâu? Cá biển nướng. Đó vô đồ. Đưa cho xin cái coi. Đưa cho xin uống cái coi. Cho uống vô. Đó nếm kìa. Chiều này 4-5 giờ là mà vẫn còn đông khách đó cô chú anh chị. Nay có dịp đi chung với đại gia đình quán cà phê Phúc Lộc nên là họ muốn quay lại đây kỷ niệm ở trên kênh của Sơn. Cá này ngon lắm. Vừa ăn quay mà ai cũng ăn trên đây quá đói rồi. Cô gà luôn, gà nướng hả? Gà nướng và gà tre hồi nãy có giới thiệu rồi. Nghe.
Rồi vô cái nữa đi. Vô nè. 1, 2, 3. Vô. Đó, vậy mới vui. Rồi Ngọc vô cái coi. Vô. Biển Hà Tiên, chiều hoàng hôn. À, mặt trời sắp lặn rồi. Thả vô cho tắm rồi sao nhượng. Xin. Xin. Xin kìa kìa, mặt trời kìa. Ý, tắm đi. Ai vậy? Làm đi về bầm nó vô thay đồ luôn đi, tắm đó. Dạ xin chào cô chú anh chị trong và ngoài nước. Xin chúc cho cô chú anh chị sức khỏe. Hôm nay đi Hà Tiên. Đi vô Hà Tiên có cái chợ đêm. Giống như các chợ đêm khác, họ bán quần áo. Rồi có những người đi du lịch vô đây. Bên đây thì họ bán chuỗi. Mua đậu xe vô coi đi chế ơi. Bên đây họ bán chuỗi và cái cây châm kẻ tóc ngày xưa của mấy các cụ già. Các cụ già họ xúc xảy cái cây này. Sơn cũng mới vào chợ đêm một khúc thôi. Sơn ơi, không có mua đồ nha. Rồi Sơn đi tới trước nữa nha. Ở trong đây họ bán rất là nhiều các cô chú anh chị. Chợ Hà Tiên, chợ đêm Hà Tiên cũng lớn lắm. Đây bạn dép. Đúng rồi, mới mà giờ nhá. Ở bên kia một khúc nữa. Cái công viên nhỏ này. Ở kia. Đó, ở đây họ làm những vòng hoa trái tim như này. Rất là đẹp. Tôi nghĩ đây là chắc cũng làm công viên. Còn đổ đá mi nữa chứ chưa hoàn thành. Ở bên đây là những cái cánh chuồn chuồn. Xung quanh ở đây là chợ đêm đó cô chú anh chị. Chúng ta đứng chính giữa. Bên dách này là họ bán những hải sản, cua, tôm. Còn bên tay phải của Sơn là bán quần áo, giày dép các thứ vân vân. Rồi trong đây có nhiêu đó thôi. Thấy có dòng hoa thấy nó lạ lạ nên là Sơn vô quay. Vào ngày này thì không đông khách cho lắm cô chú anh chị. Chợ đêm ở đây thì nó không xôn xao bằng chợ đêm ở Châu Đốc. Người thì bán này, người thì bán cái kia. Trong cửa hàng bên đây là bán cảnh thành với dòng châu
và trẻ em thì bên tay phải của Sơn này. Ở đây khách du lịch đến Hà Tiên thì cũng những ngày này cũng vắng. Họ bắt có giống nằm luôn. Ở trước mặt Sơn có cây thông rất là bự luôn, nhưng mà hôm nay họ không có mở đèn, rất là to. Đó, ở Hà Tiên là có xe lôi gắn đèn vậy nè cô chú anh chị. Gắn đèn ở trên xe lôi như thế này nè, chở khách đi, không giống ngoài chợ đốc. Ở nhà chợ đốc thì không có gắn đèn. Trước mặt Sơn có cái cây thông nhưng mà tối quá. Ở đây là để cái bảng là hình Hà Tiên Visual Market bản chúc Tết năm 2021. Bên tay phải Sơn cũng có cái dãy đi về chợ nữa. Ở bên đây là bán đá bào. Ở bên đây này bán đá bào cho các cái tuổi thơ. Thì suy nghĩ tuổi thơ trước thì ai cũng đá bào, bây giờ đá bào. Giờ những ngày này thì nó hơi vắng. Mấy cái chuỗi với mấy cái gần cẩm thạch. Cái này giống như ngày voi của chú anh chị. Cái này y gan như ngày voi luôn. Sao? Nó ngọc mà. Này có bán mấy cái nhãn giống như ngày voi nữa nè. Giống như hệt như ngày voi luôn. Gì vậy vợ? Em đâu? Thôi giờ đang bị thầu. Vô rượu. Dạ sao ba có cho nó đeo ngày voi không? Đây là mấy cái này là có đầm tiêu. Còn cái này là con ốc. Ốc họ cắt hình lên luôn. Ốc mà họ cắt hình đẹp dễ sợ. Ở đây có mấy cái lông bò. Ở đó họ có cây cổ. Ở miền Tây thì mỗi cây cổ là hết ý luôn. Vào cái mùa hè ở đây đông lắm cô chú anh chị. Vào mùa hè ở đây đông khách. Dạ thương quá, rẻ quá. 35.000, 35.000, 3 cây, 100. Đây nè mấy chị, kẹp máy, 35.000. Khách cũng có mà lại gai thôi. Hồi nãy là tôi sẽ đứng ngay ngã tư này. Rồi đây thưa cô chú anh chị, đây là cái cầu Tô Châu. Ở bên đây là có những chiếc tàu đi Phú Quốc nằm ngay cái góc tay sân này. Có những chiếc tàu đi Phú Quốc. Còn ở phía sau lưng Sơn đó là nhà hàng karaoke, nhà nghỉ, khách sạn.
sân đi máy từ từ qua cho cô chú anh chị xem nha. Đây là cái đường công viên của gần cái cặp cặp bên cầu Tô Châu. Đây là Sơn đi chung với cái nhóm này. Sớm ngồi bàn thì một hồi nữa là kêu đồ ăn, ăn gọi để ăn ăn tối. Ai uống bia của tôi nghe nó bia của tôi không có bia không. Đây thì hôm qua đã đi xong rồi thì hôm nay sáng trở lại qua cái chùa Phù Dung Cổ Tự. Đây rất là rộng luôn. Ở bên đây cũng có đầu tiên video là bên tay phải có một hàng hoa bên đây nè cô chú anh chị. Hôm nay bị cảm rồi nên là cái giọng nói đổi giọng. Đó thì bên phải đi vô là Phù Dung Cổ Tự, có cái mẹ Quan Âm đứng phía trước. Đó, mẹ Quan Âm đây. Đó, xung quanh đây rất là rộng luôn. Cái chùa này họ cũng có từ thiện đó cô chú anh chị. Sơn thấy bên trong rất là nhiều gạo luôn, chia phần ra sẵn hết rồi. Bên trong đây là có cái xuồng. Sơn tiếp tục đi vào bên trong xem như thế nào nha. Ở đây là có hai vị thần hai bên. Đây là trồng mấy cái lan một chút đi. Lan này có phối nè nên là nó có màu tím tím lợn màu vàng nè. Bên đây có một vị thần nè, bên tay phải Sơn cũng có nữa. Ở đây trồng lan rất là nhiều luôn, nhiều loại lan. Đây nữa nè, đây lan tím nè. Đây có sư đứng trong con gạo. Sẽ bước vô bên trong nha. Cô ngồi bên trong. Dạ. Cô nhắc cởi nón xuống. Có những cái phần gạo này Sơn nghĩ là để từ thiện, cần có cái tượng Phật nữa. Rồi, bên đây cũng như đó thôi, không có gì. Rồi Sơn chỉ qua bên kia nha. Rất là nhiều những cái lồng đèn màu vàng. Chính giữa
có một cái ông Phật Di Lạc. Nhiều tượng nhỏ bên dưới đây nữa. Rồi sơn cho bên kia nha. Coi thử ở đây có những loại dầu, dầu còn là dầu xanh, dầu đỏ. Đây là những cái tượng Phật ấm địa. Dưới là con cóc nhận đồng tiền, còn bên trên này là Phật Ma, những cái tượng Phật Mẹ Ông Âm và tượng Sáp. Ủa cái dòng này là cái gì chị? Bằng ngà luôn, 100% luôn hả? Dạ. Nó khoảng bao nhiêu cô? 16 triệu nè. Chuỗi này bằng ngà hay gì cô? Dạ thật. Dạ thật 100% luôn. Đây rất là nhiều tượng Phật, rất là nhiều dây chuỗi luôn. Ở bên đây là đồ chay. Có cái đó là của Mạnh Thường Quân của em thôi. Rồi bây giờ đi ra đi về thôi.